Kia nói làm như bà con mình làm ăn không được, có sao không có chơi như mọi năm, như mà bữa giờ bán được mấy gốc rồi, có mấy gốc nhỏ nhỏ mà bán còn nhỏ nhỏ cây vậy là nhỏ đó hả, vài ba triệu thôi chứ chưa có bán cây nào mà tiền chục hết á. Dạ, ở đây anh có nhiều cây rất là đẹp nè quý vị, như thế nè anh là ở quầy số mấy? Lô 95, 96, 97. Dạ, còn anh tên gì ạ? Mà mình tên Hải. Anh Hải, lô 95, 96, 97 là hơi ba lô luôn. Là mất hết 12 triệu 6 rồi. 12 triệu 6. Ba lô có được bớt không? anh bán ở bến này là được bao nhiêu năm rồi? Anh bán bến này không chắc cỡ tầm 15 20 năm rồi. 15 20 năm là cứ lên đây thôi hả? Mà lúc trước ở tên kia rồi xuống đây, rồi xuống dưới kia cũng có nữa. Giờ mỗi lô... năm mỗi lô hả? Không có. Cái lô ở dưới bên trời là để cho mấy đứa em nó bán, rồi anh tiện thêm tên này chia lợi của mấy anh em khác á. Dạ. Ta không đi bán thì ta cho mình mượn á. À. Nói mình bán. Đó là người ta thuê xong ta không lên hả? Dạ. Thôi vậy coi như là năm ngoái đi mà bán được 10, năm nay bán khoảng bao nhiêu anh? Năm nay hình như năm ngoái thời điểm này mình bán so với năm nay với năm ngoái là thời điểm này là chỉ có 3 so với năm ngoái thôi. Vậy hả? Vợ chồng bạn bè anh chị em gia đình có thể là sắp mua thôi chứ chưa có mua. Hai cô chú này có gì thế à, thói quen mua sắm à. Thói quen mua sắm của mọi người. Với lại đoạn đường cũng xa lắm nên là đi như vậy mới tiện lợi được. Anh này anh đang đi tìm mai gì? Ở đây dính ngàn nên phải không, không quay được, đi xuống tích bên kia. Quý vị có thể thấy là ở dưới đường còn nhiều nước. Mọi người là thường là phải đi tìm một gốc mai nha. Ồ, đây có mấy cây quýt trái to ghê quý vị. Màu gà cũng được các quý vị này chụp lại không có bị mưa làm hư ha. Đây có mấy cây con rất là dễ thương. Có nhiều cây mai là nở hoa lên luôn rồi quý vị, nở hoa rất là sớm luôn, 27 Tết. Rồi sau đó mọi người còn trầm trồ với nhau,
bình mai xong mới bắt đầu mua. Rồi chúng ta đi qua khu vực Lan. Vì sao mà mai là đem về nhiều? Vì là mọi người thường là đi chung hướng, là phải chọn một cái nhánh mai, một cái cây mai để trưng Tết. Không, quý vị thấy là từ khu vực đầu đường đến đường đi là tắc nè, xong bây giờ là mai nè, phút hôm đây là khu vực sân khấu nè quý vị. Sân khấu bây giờ dọn mà. Sân khấu là ngay con đường Nguyễn Văn Cửa, giờ dọn rồi. Ngay ngày 27 là đã dọn rồi. Các anh em đang chuyên chở thêm một cây mai nữa, một gốc mai nữa đã được giao, đã được bán. À, 30 giống với anh. Anh cho em hỏi cái à, cái đường mà ngăn á là dương giờ là mở luôn à? Hình như là bữa nay không có ngăn, ngày mai có ngăn hay sao á? Mua gì kỳ á? À. Tại mưa quá thả hả sao? Không. Cái lịch là ngày nay không có, một ngày là một bữa khai mạc đó, rồi bữa hôm qua rồi là bữa nay là nghỉ ngày, ngày mai mới có thôi vậy. Ủa vậy nữa hả? Sao mọi người nó mở ra luôn rồi? Em cũng không có hỏi nữa, cũng không rành nữa. Dạ, anh bán hoa hả? À, bán lâu rồi à? Dạ. Đó. Mà bữa có vô nói chuyện rồi mà quên hả? Có, nhớ mà. Nhưng mà hôm bữa nói là ba anh ngồi đây đúng không? À. Ba anh ngồi đây. À, mấy nay bán được không anh? Bán ế lắm em ơi, không có được gì đâu. Hôm nay dịch bệnh kia nội, làm như bà con mình làm ăn không được, sao không có chơi như mọi năm. Như mà hôm bữa giờ bán được mấy gốc rồi? Có mấy gốc nhỏ nhỏ mà bán còn nhỏ nhỏ cây vậy nhỏ, là nhỏ đó hả? À, vài ba triệu thôi. À, chứ chưa có bán cây nào mà tiền chục hết thôi. Dạ. Ở đây anh có nhiều cây rất là đẹp nè quý vị. Thế thế nè. Anh là ở ngoài số mấy? Lô 95, 96, 97. Dạ. Còn anh tên gì ạ? À, mình tên Hải. Anh Hải, lô 95, 96, 97 là hơi ba lô luôn. Là mất hết 12 triệu 6 rồi. 12 triệu 6. Ba lô có được bớt không? Không. anh bán ở bến này là được bao nhiêu năm rồi? Anh bán bến này không chắc cỡ tầm 15-20 năm rồi. 15-20 năm là cứ lên đây thôi hả? Ờ. Lúc trước ở trên kia rồi xuống đây, rồi xuống dưới kia cũng có nữa. Giờ mỗi lô... năm mỗi lô hả? Không có. Cái lô ở dưới bên vậy là để cho mấy đứa em nó bán, rồi anh tiện thêm bên đây chia lại cho mấy anh em khác á. Dạ. Ta không đi bán thì ta cho mình mượn á. À. Đó mình bán. Tức là người ta thuê xong người ta không lên hả? Dạ.
Thôi vậy coi như là năm ngoái đi mà bán được 10, năm nay bán khoảng bao nhiêu anh? Năm nay hình như năm ngoái thời điểm này mình bán so với năm nay với năm ngoái là thời điểm này là chỉ có 3 so với năm ngoái thôi. Vậy hả? Nếu mà tính thời điểm năm ngoái là mình tính tới ngày 27 này. Dạ. Yeah. Là năm nay với năm ngoái là nó cách nhau khoảng vậy á. Dạ. Yeah. Vậy là coi như năm nay là chậm hơn rất là nhiều so với năm ngoái. Mà anh thấy là tất cả mỗi năm mà anh đã từng bán thì năm nay là có chậm nhất không? Năm nay chậm nhất. Chậm nhất luôn hả? Dạ. Yeah. Cái hàng của mình đây nói chung đi đường quá là đông rồi, đi vòng vòng của mấy anh em cũng không có được mấy gian hàng mà đồ xịn xịn rồi đâu. Dạ. Yeah. Cây bông ra đều mà bông đẹp thì cái nọ mà năm nay bông đẹp mà cái thế nó đẹp nữa không anh? À. À. Đi tầm khoảng là rất là nhiều những cây mai thế đẹp mà lâu năm, mấy gốc của anh em nghĩ chắc cũng cả chục năm có, dao động khoảng vài triệu đến chục triệu, mà anh nói là năm nay là chỉ bán được mấy cây con là khoảng vài triệu đó anh ha. Dạ em chào anh Hải nha, em đi một vòng cập nhật tình hình cho bà con. Vài triệu cho đến vài chục triệu, bán được mấy cây vài triệu thôi, mấy cây chục triệu là chưa bán được. 15 năm bán mà coi như là năm nay là năm cũng là gọi là tệ nhất. Năm ngoái ngày 27 bán 10, năm nay bán 3. Để quý vị có thể thấy được một số những cái con số để nói lên được cho quý vị biết được là hoa chậm, hoa bán chậm. Khúc này sao đông quá ta. Nãy giờ Lý Hương mới đi được khoảng 1/3 của bến Bình Đông thôi. Vừa đi vừa ghi hình vừa mấy anh em xuống ghe hả ta. Giới thiệu mọi người nhiều, xuống nhiều gốc mai như cắt hết nụ xuống mai sao, có nhiều cây đưa lên, nhiều cây này có nhiều cây đưa lên. Nhiều cây đinh lên, nhiều gốc mai đem xuống. Nhiều gốc mai được xuống. Một vài tiểu cảnh nè quý vị. Một vài tiểu cảnh được dựng lên.
tại bến Bình Đông để mọi người có thể chụp hình. Nói dùng cái thông tin đó thì Lý Hương chỉ phỏng vấn mà cũng không biết là như thế nào, chính xác là như thế nào. Mà hiện tại bây giờ là khoảng 7 giờ, đường hoa vẫn được chạy xe. Bên đây nhà có nhạc à, Lý Hương chạy qua khu vực nhạc cái. Có nhiều lô trống nữa gì thấy không? Ông Thọ. Thuyền mai, những cây mai cho thuê. Mai cho thuê, mai cho thuê, mấy cái tấm bảng trắng trắng là mai cho thuê quý vị. Rồi Thọ. Không Thọ chắc được lấy bạc che lên. Dưa hấu. Dưa sữa, bánh tét. Bánh tét trà Vinh, trà Cuôn nè quý vị. Dưa sữa. Bánh tét trà Vinh nhiêu đòn á? 120 một đòn. 60. 60 là chai hả? Đậu mỡ em. Nhà đậu mỡ là 60 nè. Còn trà Vinh trứng hộp vịt trứng muối. Hộp vịt trứng muối là 120. Đây là một Đây quý vị, bánh tét trà Vinh trà Cuôn là một trong những thương hiệu bánh tét rất là nổi tiếng nha. Nó chỉ là khoảng 60 cho đến 120 một đòn thôi. Một đòn như vậy là khoảng bao nhiêu ký chị? 1 ký. 1 ký. Dạ. Cái này là chính gốc từ bên Trà Cuôn đem lên luôn. Dạ. Dạ. Rồi cảm ơn chị nha. Bên đây là vú sữa nè quý vị. Bánh tét Trà Cuôn, Trà Vinh. Tha hồ lựa luôn ha. Đó vô mình lựa xong rồi căng ký bỏ bọc đem về. Dạ, cảm ơn chị nha. Ồ, bên đây là mua hoa. Chú này mua nguyên xe luôn. Chị này mua nguyên xe luôn. Hoa cúc. Lý Hương nhìn cảm quan xung quanh thì thấy là mấy cây hoa cũng còn rất là tươi rói quý vị. Mấy cây hoa còn rất là tươi ha. Đây là thọ, này bên kia là màu gà, phía bên đây là cúc nè quý vị. Có nhiều tiểu thương cũng ngồi ngóng. Anh này anh mua nguyên xe luôn. Thôi nguyên xe chở về.
Dạ, anh ơi, cho em hỏi cái này là anh mua luôn nguyên xe hả? Của người ta. Của người ta hả? À, cái này là anh mua nguyên xe, vậy là bao nhiêu tiền anh? Là chuyển đi á. À, chuyển đi hả? À, chuyển đi chỗ khác. Dạ. Cái này là xe nhận chuyển đi chỗ khác bán. Bên đây là sạp dừa bonsai mừng sinh Tân Sửu. Ồ, có mấy cây. Mấy cây bonsai kiểu nhỏ, bông hoa giấy nè quý vị. Hoa giấy có một số hoa rải rác nằm ở phía dưới. Dạ. Dạ. À. Dạ. Cái này á hả? Cái này là 400. Không, con hỏi chút thôi, cái hoa giấy này hồi nãy con thấy là mưa. Mưa quá trời luôn, không biết là hoa giấy này có bị ảnh hưởng gì không chú? Mưa nó còn tốt nữa, cái này về nhà cho nó khô, mai chị đổ nước vô cho nó sống. Nó phải đổ nước mà. Nó không có bị gì hết. Xin chào quý vị, Lý Hương đang có mặt tại cầu kênh số 1 ở Bến Bình Đông quý vị. Nãy giờ thì đi dọc đường Bến Bình Đông trong cái dịp mà cũng hơi tối tối, qua cái giờ 6 giờ thì thấy là hôm nay thì không có cản xe, thì mọi người có thể là tự do để chạy xe máy vô chọn hoa, chở đem về hoặc là thuê mấy anh tài xế dở mang về. Thì Lý Hương cũng có phỏng vấn một số tiểu thương cũng như là anh là tài xế lái xe đó quý vị. Thì thấy là tình hình năm nay là buôn bán chậm ha. Lúc đầu đi thì mình cứ rất là lo ngại là hoa không biết có bị hư hay không. Thì mọi người nói nếu mà có thì là chỉ có cái cây bông thọ là cây bông giấy là bị ảnh hưởng nhiều nhất. Tuy nhiên thì đó quý vị có thể nghe là những chủ hoa nói là không sao, mưa càng tốt hơn. Đây hoa hồng nè, quý vị thấy là cái sức mua hiện tại là đang không có tốt bằng mỗi năm ha. Chúng ta có thể là nhìn ngắm hoa rồi hỏi giá, được thì mua, không thì đi nhìn ngó tiếp. Nhiều tiểu thương ở đây thì cũng không có khách đi qua đi lại, ngồi chơi nghịch điện thoại. Rất nhiều tiểu thương không thấy khách đâu hết. Dọc ở đây thì cũng có hoa mai, hoa màu gà, hoa cúc. Ồ, ở đây có một số những chú trâu nữa quý vị. Hoa lan, lan rừng, bông thọ. Hoa mai. Bán cũng được mà chậm. Nói chung là buổi tối thì quay cho quý vị thấy được quang cảnh mọi người mua thôi. Có một vài lô thì mọi người luân chuyển. Các anh em luân chuyển từ sạp này qua sạp kia.
những anh em quen biết với nhau thuê lô đầu, lô giữa, lô gốc, rồi các cây mai được chở đang sáng nhau. Đó, nhiều tiểu thương cũng nóng củ cò, sức mua giảm hơn so với là các năm, tình hình chung là như vậy. Cũng mừng là hôm nay là chưa biết thông tin chính xác, nhưng mà hỏi lớp bóp thì hôm nay là không có cản xe. Và cũng có nhiều tiểu thương là yêu cầu bên ủy ban là gỡ bỏ cái việc mà cản xe luôn, chứ không là chết, không có bán được gì hết. Dọc ở bên đây quý vị thấy là rất nhiều tiểu thương ngồi đó thôi, không thấy khách lựa. Người đẹp ơi, bó đó là chậu nhỏ đó là bao nhiêu một chậu vậy? Đậu chị. Hả? 70. 70 ngàn chậu hoa hồng. Gì mà nhìn giống hoa mùa giờ quá. Tỉ muội, hồng tỉ muội. Cảm ơn chị nha. Thank you.
dưa hấu đỏ đó bao nhiêu? Dưa hấu vàng 20 ngàn. 20 ngàn ký. Dưa chị ơi. Dưa vàng 20 chị đó. Dạ. Dưa không hạt 8.000 ký. Rồi đến cầu kênh số 2 rồi quý vị, và hết bến Bình Đông chỗ chợ hoa chợ trái cây. Lý Hương xin tạm end video ở đây, gặp lại quý vị ở những video tiếp theo nha. Bye bye cả nhà. Bưởi tám ngàn ký, bỏ lo luôn. Tám ngàn cái vô mà tám ngàn luôn. Đây cầu kênh số 2.